chuẩn đi. Con kia bao người yêu ta sống ly tan, mẹ xa thương con
tiên lên cưới không phải màu hoàng châu xanh. Em ở kinh đô một niềm chiêu hay mà đợi chờ. Hello, công tên. Hello, Bình Thị. Hello Kim Trần. Chưa nghe hết bài nhạc mà quý vị vô đông quá vậy. Chào John. Hello Nguyễn Công. Nếu biết rằng tôi đã bỏ
Chào Trần Phú. Chào Thằng Long. Yeah, cuối tuần we enjoy music. Yeah. Chào Ngọc La Sếp. Chào Quang Hoàng. Nếu biết rằng tôi đã bỏ con. Hello, this is Sigon. Hoàng áo đời trai binh lửa lên đường. Tôi tin rằng anh. Yeah, happy fighting. Sắp sửa rồi, sắp sửa đi rồi. Nguyễn Đen ơi, tôi khuyên Nguyễn Đen một lời nha. Tôi không phải là đại tướng, đừng có lên bu liu bu láo ở trên đây, hả không? Ok. Cảnh cáo cho ngồi đó 15 phút. 15 phút không nhúc nhích nha. Tên Phạm Băng Ga này cũng vậy, là cho ngồi đó là 15 phút luôn, không nhúc nhích. Nên nhớ điều đó, đây là lệnh à. Quý vị, cho quý vị cũng nếm mùi đau khổ cho quý vị biết. Không thấy quan tài thì quý vị không đổ lệ, có đúng không? Nhốt hết. Lệnh hạ lệnh là nhốt hết, nghe chưa? Thượng giới còn phải bắt đại thiên mà nhốt xuống hầm núi, không kia là ở đây còn hạ giới rồi bắt hết. Bắt hết.
À, Ngọc đã xét bắt đầu nói tàm tàm ha, treo ngầu đó 15 phút, ok. Treo ngầu đó 15 phút. Cái tẩn kinh. Cái tẩn kinh hồn vía. Xin phép. Ngọc La Sét đâu, sao không đánh lên vài câu coi. Phạm Văn Binh đồ, Thượng Hoàng Thành Hoàng đồ, sao không đánh lên coi, từng nhóc đầu hết rồi. 15 phút sau, wow, tội nghiệp, thế là công đức vợ. Thấy chưa, không tuân lệnh là ta cho ngồi đó từng từ khóc đến bị thương. Thấy chưa, kêu Ngọc La Sét quấn chắc chắn lên tôi coi coi, dám không? Đưa ngón tay này lên một cái là từ chết bị thương hay chưa? Ok, xin mời tất cả quý anh chị em chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Ok, chào Phi Kim, chúng ta xin cùng nhau cầu nguyện. Hôm nay Francis xin cầu nguyện 4 đề tài. Thứ nhất, cầu nguyện cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sớm về lại nước Việt Nam hoặc xây dựng đất nước. Thứ hai, cầu nguyện cho Ngài Donald Trump, Tổng thống Hoa Kỳ, thắng nhiệm kỳ thứ hai và quốc dân Mỹ đạt thành ý nguyện. Thứ ba, cầu nguyện cho quốc dân Việt Nam sớm thoát khỏi ách thống trị tà quyền Cộng sản Việt Nam. Thứ tư, cầu nguyện cho Đảng Cộng sản Việt Nam sớm quay về với chánh nghĩa quốc gia sẽ được đối xử tử tế. Lạy đấng tối cao thượng đế trời Phật, vào thiên sông nổi các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì và ban phước lành cho chúng con. Xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát khỏi cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan đoàn kết, nhẫn nại can đảm sáng suốt cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, để Tam Việt Nam Cộng Hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo, đến bờ hạnh phúc vinh quang trường cửu, mỗi nhà được an hưởng thể bình thịnh trị của thời thượng nhân thánh đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính, sống thì phải cho lẫm liệt mà thép cũng phải đáng tự hào bất khuất và hùng anh. Đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tiên sinh. A Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị đã cùng Francis cầu nguyện. Rất cảm ơn quý vị vô cùng. Cảm ơn quý vị thật là nhiều. Ủa, yêu cầu La Sét là xíu kìa, đánh chát chát lên mà ngồi nãy giờ im khô với bộ bị đè dưới quả núi rồi sao vậy? Hả? Kêu Thành Hoàng với lại Thượng Hoàng, lại Văn Minh gì đâu mà không đánh chát chát lên dùm chút xíu. Quý vị bữa nay bị đè xuống núi rồi. Thôi ngồi đó đi, lụm lắc cây ăn đỡ đi. Rồi chút xíu nữa, đúng giờ đúng lúc rồi tao bấm nút cho mà lên. Nếu không thì đừng có lâu thôi, nghe chưa, nghe chưa, đừng có lâu thôi.
lâu thôi. bữa nay quý vị, ta nói ta sẽ có 1001 cách thức ta điểm đạo, ta điểm đạo quý vị. Nên nhớ nha, ngày xưa là các vị Bồ Tát xuống hồng trần điểm đạo mà còn phải sợ một người, người tàn ác, không sợ. Hả, tàn ác bao nhiêu cũng có cách điểm đạo, mà sợ nhất con người mà không có cái cá tính gì cả. Ha, các vị Bồ Tát phải đi lên thượng giới nói là trời, có một người đó khó lắm. Họ tại sao khó? Trời, nó không có cái gì, nó không có điểm tốt mà cũng không có điểm xấu nữa, không biết cách nào để mà điểm đạo nó, cho nó thật là khó. Rồi cho nên anh tung cao này cho ngầu dưới đó luôn, để coi thử mà dám chắc chắc là một cái dấu phẩy cũng không có, nhưng tung cao thuận cao cho quên. Để xem thử có mi có khả năng quấn chắc chắn không. Cho nên nó là còn Francis này là có cái cách, tao nay muốn nhốt bao nhiêu thời gian cũng được. À, cho nên là cái ngón tay của Francis đưa lên là không phải là đùa đâu. Đó, kêu ngọc la sét gì đó mà quấn chắc chắn là quấn cái dấu phẩy thôi mà nó cũng không dám. Hồi nãy giờ không dám. Đấy mà thấy chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ, thấy chưa? Đúng rồi, mai mốt cất cho nó ra một cái hòn đảo nào đó cho nó nằm ở ngoài đó. Bắt mớ rồi, con trùng con dế ra ngoài đó cho nó đá dế nó chơi, à, đói thì cho nó ăn trùng. Đây, cái thứ đó không có giáo dục được, khổ lắm, cái thứ đó là mệt. Cho nên là ok, kính thưa quý vị, tội nghiệp la sét nãy giờ. Trong nó, nếu mà tôi mà thò tay vô tôi mở thì nguyên cái đám lưu la thì nó tông cửa nó chạy ra, khổ vậy đó. Nó tông cửa nó chạy ra, mình không được đâu, không thể vì một tên la sét mà mình mở cửa nó tung nó chạy ra như kiến này, nó kẹt lắm. Hồ Nam này cũng vậy nè, Hồ Nam coi tôi cho Hồ Nam này ngồi trong cái hàng papa nó luôn. Bây giờ kêu nó quánh chừng một cái dấu phẩy nó cũng quánh không nổi nữa. Vậy đâu mới chết. Trời ơi, nó sung sướng thiệt. Trời, tôi chưa vô đề tài với quý vị là tấn công tôi gần có 100 quý vị trong đây rồi. Thiệt tình, quý vị chơi cái kiểu này thiệt hết xài luôn. Ok, bữa nay có một anh ở miệt ngoài, phải nói là cái anh giám đốc ở ngoài Hà Nội đi về cái hướng của biên giới của Tàu, thì anh có gửi cái lá thư qua bên tôi yêu cầu Francis này chứng minh Hồ Chí Minh những gì mà Francis này lên trên diễn đàn bôi xấu. Họ nói như thế đó, câu văn của họ nói như vậy, tôi đọc hết không để sót một câu nào. À, hãy chứng minh Hồ Chí Minh là những gì mà Francis đã nói, công nhận. Cái câu hỏi nó bao quát kinh khiếp và tương quan với lại Đức Quốc Công Tổng thống Đại Quân. Thiệt tình, công nhận cũng hay, câu hỏi rất là bao quát. Ok, thì xin thưa quý vị, chúng tôi đã nói rằng chúng tôi đã đi phục vụ quốc dân mà. Mặc dù cái ông giám đốc công an cộng sản kia cũng là con người Việt Nam, bởi vì trong hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa có ghi rất rõ là Việt cộng bỏ cộng còn Việt, Việt không giết Việt. Vì thế một ngày mai đây, dù anh là giám đốc hay là cái thứ gì chăng nữa, anh cũng là người Việt Nam, mà chúng tôi là chính quyền của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Thay mặt chính quyền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ sẵn sàng đón nhận các anh trong mọi tình huống có thể, dễ dàng nhất có thể. Và chúng tôi nhân viên của chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa luôn sẵn sàng phục vụ các anh trong mọi hình thức có thể. Nên nhớ điều đó. Hãy để yên cho mấy cái tên kia, cho nó nằm ở trong cái hầm đó một chút xíu đi. Bởi vì khi mà tôi mở ra thì nó chạy túa ra một lượt nó. Tôi không có thể nào cho ra từng người được, mà cho ra là phải cho ra hết.
vậy mới nói là xử sự công bằng nhất, đúng không? Chứ đâu có thể nào mà xử sự bất công bằng được. Francis rất là công bằng. Người ta nói rằng xuyên mộng phôi phôi xa lý tắt lò thì cũng một ngày nào đây lưới trời lầm lộng mà thưa đi thưa mà chạy không có lọ đó. Cho nên là đừng có mà lên tin diễn đàn. Mấy hôm trước tôi nói Francis này thả cửa giả đò làm lơ giả đò giá khùng giá điếc để xem thứ có quý vị quậy phá hạng nào, phải không? Nhưng mà không ngờ ngày hôm nay Francis này đã là gọi là đắp chiêu rồi, đã hạ sơn rồi. Cho nên mỗi thứ ma quỷ gì Francis này giơ một ngón tay để lên là chết tôi luôn. Hiểu chưa? Chết tôi luôn. Đừng có nói chuyện. Đừng có nói chuyện. Rồi cho ông tên này nữa cũng ngồi xuống đó 15 phút đi vua trong nó gặp nhau trong đó, trời chắc nó mừng lắm. Nó nói ủa cũng có mày trong đây, ủa cũng có chị trong đây đó, ủa cũng có em trong đây đó. Dạ trời ơi, ông Francis bây giờ ông tài lắm, không có dẫn chơi với ông được. Chết rồi. Ông Francis này bây giờ, bởi vì sao? Tôi nhận lệnh rằng không chấp nhận tha thứ. Tha thứ những thời gian đã trôi qua rồi, chúng ta phục vụ quốc dân Việt Nam chứ không phải để quốc dân Việt Nam xác động. Lúc đây, lúc này Francis mới nhận thức cái câu đó. Cho nên là nhốt hết, nhốt, nhốt từ nhốt đến nhốt. Vậy đó. Lúc này là cái anh như nói ủa chị cũng đi vô này nữa nó trời ơi, ông Francis ông chủ ông cái kiểu đó thôi chứ làm sao mà mình đó, bao nhiêu ông một tay một ông vớt chạy trời, từ chạy đến chạy thôi. Ok quý vị nghiêm chỉnh chưa? Bắt đầu Francis chia sẻ, còn nếu không tôi nhốt từng người trong đó hết. Kêu là tên Phúc Nguyễn Hoàng này vua trong đây, đừng có nói là cái chữ thằng đồ ra cái ở trong diễn đàn tôi không có cái danh từ vua giáo dục đó. Nếu mà anh viết như vậy đó thì anh phải nằm ở trong cái hàng kia tới là vua gặp cái đồng chí của các anh ở trong đó. Rồi một chút xíu nữa tôi hạ lệnh xong thì tôi sẽ mở cửa cho ra, không? Còn bây giờ tôi nhốt hết. Bây giờ anh giỏi anh quấn cho tôi một cái dấu phẩy lên tôi xem nào. Anh Phúc Nguyễn Hoàng ơi, anh quấn cho tôi một dấu phẩy coi thử anh tính nổi không. Lúc này nằm trong hang Papo rồi, trời ơi tức quá. Nghe ông Francis ông nói câu đó mình bị nhốt ở trong đây thôi chịu thua, đúng không? Đấy cho nghi tên này nữa ha, tên này đã ấy. Bên này tôi cho nằm, tôi không cho nằm mà tôi làm gì đó nó biến mất rồi, mất tiêu rồi. Sorry, để cho quý vị biết, cho quý vị đừng có nghĩ rằng lên diễn đàn Francis là thấy ông vui quá rồi cái lên đây mình muốn làm gì cũng được, nhưng mà đâu có được đâu, đâu có được đâu, lên trên đây là tao thua. Không biết bị nhốt trong đó, không biết ở ngoài này ông uống rượu uống trà gì đâu, mình không thấy, mình tức quá mà nghe ông nói không rồi mình mới giận lên. Ok quý vị tỉnh tâm chưa? Bắt đầu Francis chia sẻ. Bữa nay cuối tuần nhưng mà gặp cái phiên trực của Francis phải làm việc nghiêm chỉnh. Nhưng mà cuối tuần mà lính đôi lúc bà gai chút xíu phải nghe nhạc rồi đi ngao du ngắm thắng cảnh rồi xong xôi rồi về mới là nghiêm chỉnh công việc. Cuối tuần hầu như vậy. Cái luật giang hồ của quân đội nó cũng có cái luật riêng của nó, không? Trời chứ đâu có thể mà lôi thôi được. Cái tên Nguyễn Tiền này mất dạy ha, tôi cho mày vô mày thăm các bạn mày ở trong cái hang đó luôn. Về đề nghị Nguyễn Tiền quấn một cái dấu phẩy lên nó cũng quấn không nổ, bởi vì sao? Bởi vì tôi bắt ấn cái ngón tay của nó, tôi bắt một cái rồi nó nằm im trong đó, nó bị tê liệt hết, không bao giờ.
Đó, bây giờ tên kêu tên Nguyễn Tiền đó là chỉ kêu cái tên này, cái tên gì ta, cái tên tên à, cái tên Nguyễn Tiền Thanh, kêu cái tên nó quấn có khả năng mà đưa ngón tay lên, nhấc cái ngón tay lên quấn cái dấu phẩy thôi. Sẽ quấn không bao giờ nổi, chỉ cái dấu phẩy thôi quấn không nổi. Cho nên phải ngoan ngoãn nghe Francis chia sẻ, đừng có a tỷ a muội đây mà Francis bắt nhốt hết. Ở ngoài xã hội tôi có cái cách bắt nhốt khác, trong diễn đàn tôi có cái cách bắt nhốt khác, nên nhớ nha. Thấy chưa, thấy chưa, đừng có a tỷ a muội trên đây. À, cái tên Phạm Văn Hải này nữa mà, rồi coi thứ à, chạy 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 trốn rồi, chạy trốn rồi, chạy trốn ha, chạy chạy ha, chạy. À, đề nghị tên Nguyễn Văn Hải này coi thử coi nó có khả năng mà à, phan phan tên Hải để nó không đọc lộn mà tội nghiệp nó. Nó chạy nó mất tiêu à, chạy mất tiêu à, nhớ có cái chữ Hải, Hải gì đó. Phạm Văn Hải, đề nghị nó coi thử coi nó có nhắc lên cái ngón tay nó quấn cái dấu phẩy, là một dấu phẩy thôi mà nó quấn không nổi đó. Vô trong nó gặp nó, ủa mày cũng đi vô đây hả? Dạ, ủa chị cũng vô đây đó hả? Dạ. Ủa ông Francis bị ông ghê lắm. Trời ơi, đừng có lâu thôi vẫn mặt với ông không được. Ông có nhận lệnh ngầm, mình đâu có thấy. Chết rồi, chết rồi. Thấy không? Đừng có nói là ở ngoài xã hội mới bắt mới trói ke được. Trời, ở trên cái diễn đàn như thế này, tôi bắt trói ke một cách mà phải nói quyết liệt hơn nữa. Nên nhớ điều đó, các ngươi đừng nói chuyện. Ok, anyway, the time to work. Giờ tới giờ làm việc, ta làm việc rồi. Ok, cho quý vị là a tỷ a muội về thoải mái đi. Tôi biết cái văn hóa của Bùi Hiền của quý vị mang lên diễn đàn của Francis chỉ có nhiêu đó là cùng tấu đà thôi, chứ không có cái gì hơn. Quý vị mà đánh được có cái câu gì mà hay hơn nữa phải nói là à, tôi cho tôi cổng quý vị đi vòng quả đất này chơi luôn á hả. Nếu quý vị mà đánh được câu gì mà hay hay là Francis này cổng quý vị là đi một vòng trên quả đất này luôn á. Thì tội nghiệp. Ok, hồi nãy giờ tôi xin phép anh giám đốc công an ở cái tỉnh miệt ngoài. À, đương nhiên là bữa nay cũng là cuối tuần và vì thế tôi hơi dông dài ở trên cái diễn đàn của tôi, bởi vì là thành phần gọi là hiệp sĩ ganh tị viên nó cũng hơi nhiều, giao hung Trung Đông một chút. Rồi bây giờ bắt đầu tôi sẽ trả lời những điều mà anh đã hỏi tôi. Phải nói là cái câu của anh, quý vị đừng quan tâm gì thì những cái lời trách trách của các hiệp sĩ dưới đó nha. À, quý vị có thể là không cần phải ngồi trực diện trên màn, quý vị có thể ngồi uống cà phê nằm ở đâu đó và nghe Francis này chia sẻ là đủ rồi, không cần thiết phải theo dõi hoặc là cãi lý với lại cái bọn hiệp sĩ ganh tị viên đó làm chi, bởi vì chúng nó chỉ có như thế mà thôi. À, ok, chúng tôi xin bắt đầu. Bây giờ tôi xin thưa với anh giám đốc công an, ngày sinh của Hồ Chí Minh là ngày 19 tháng 5 năm 1890. Đó là theo sự báo cáo của Đảng Cộng sản, đây là báo Đảng Cộng sản Việt Nam nói, nhưng mà chẳng có ai tin tưởng điều đó là sự thật. Nhưng còn có chỗ nào để đào bới tìm tin tức thêm về Hồ Chí Minh đây, ngồi lên báo Đảng Cộng sản mà gõ ra và đọc được chữ nào đó thì đọc, dẫu biết rằng tập đoàn Cộng sản báo Đảng kể về tên Hồ Chí Minh toàn là một thứ lừa bịp, nhưng còn chỗ nào hơn nữa đâu. Vậy thì những điều ngày tháng năm mà tôi chia sẻ với anh, tôi không bảo đảm điều đó là sự thật, nhưng mà anh có kiện thì anh hãy kiện Đảng Cộng sản Việt Nam của anh ấy nha, đừng có kiện tôi.
tôi chỉ có bổn phận vận tải những gì tôi tiếp thu từ báo Đảng Cộng sản Việt Nam. Rồi những ngày xanh thắng đẻ của những tướng tá của Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911. Lúc đó cha mẹ của Võ Nguyên Giáp mới có làm quen với nhau thôi, chưa có được cưới, chưa có nắm tay là cha của Nguyễn, mẹ của Nguyễn Văn Giáp, cha của Nguyễn Văn Giáp chưa chắc dám nắm được tay với nhau, mà gió chừng quen với nhau thôi. À, còn tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trời ơi, biết nó nằm lúc đó, ông nằm ở chỗ nào? Ông nằm ở đâu, còn ở dưới lỗ chân lông hay là ở dưới kẹt móng tay móng chân gì đâu, chứ chưa tới cái nước nhờn nữa. Chưa tới cái nước nhờn của cha của Võ Nguyên Giáp nữa, phải không? Trời, công nhận bữa nay tôi chia sẻ một cách mà nó ráo riết luôn. Bữa nay quý vị cần nghe theo dõi mà nhất định không nên hỏi Francis lại cái chuyện này nữa nha. Trời ơi, tôi nói nó cũ xưa thời ông Nhãn Ý Cức Xu. Trời ơi, bây giờ hỏi lại mấy cái này, nhưng mà với tư cách là một nhân viên của chính phủ để phục vụ quốc dân thì tôi phải nói hết. Còn Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Phạm Văn Đồng sinh ngày 1 tháng 3 năm 1906. Lúc này Phạm Văn Đồng là được 16 tuổi à, cũng được đấy. Lúc này Phạm Văn Đồng 16 tuổi. Lúc này Phạm Văn Đồng chưa dỗ. Lúc này Phạm Văn Đồng chưa phải là 16 tuổi. Sorry, trời ơi, tôi nói lộn. Rồi nó cách nha, 16 năm sau mới sanh Phạm Văn Đồng. Tức là Hồ Chí Minh sanh ra rồi 16 năm sau mới sanh ra Phạm Văn Đồng. Tức là Phạm Văn Đồng lúc mà Hồ Chí Minh sanh ra, Phạm Văn Đồng còn ở trong, chắc là cũng gần tới nước nhờn của ba của Phạm Văn Đồng rồi đó. Đó, kể như vậy. Tên Lê Dũng thì cũng tương tự như vậy. Tên Lê Dũng là ngày 7 tháng 8, sinh ra ngày 7 tháng 8 năm 1907. Thì cũng mà tên Lê Dũng là cũng là nằm trong lúc khoảng là ở lỗ chân lông rồi của cha của Lê Dũng nè. Chứ làm gì mà Lê Dũng mà, cho nên là tôi mới nói là những cái đám mà tẩu khấu mà tôi mới vừa nêu ra, còn Trường Chinh á, tức là Nguyễn Xuân Khu, những Nguyễn Xuân Đích gì đây, là sinh ngày 9 tháng 2 năm 1907, cũng là 17 năm sau, khi sinh Hồ Chí Minh 17 năm sau thì lúc đó tên Trường Chinh mới sinh ra đời. Rồi Lê Đức Thọ lại càng xa xăm hơn nữa. Trời ơi, lúc này ba má của Lê Đức Thọ chưa chắc mà được cái người này. Khi mà cúp xong chính quyền, tên Đỗ Mười này nói rằng là gì, hãy đem hết Việt Nam Cộng Hòa, thì Việt Nam Cộng Hòa đem hết vô trong rừng nhốt trong đó, còn vợ con nó ở ngoài thành phố là vợ của nó ta sai, con của nó ta sai. Tôi nói tên Đỗ Mười này là gian ác nhất, gian ác kinh lắm, nói tới mấy cái tên này kinh khiếp. Ở trong cái số mà tôi vừa nêu ở trên là có một vị tên là Tôn Đức Thắng, sanh trước Hồ Chí Minh tới 22 năm. Tên này, tên Tôn Đức Thắng này là biết nhiều lắm, để chút nữa tôi kể riêng cho quý vị nghe. Vậy thì tên Hồ Chí Minh, tức là Nguyễn Sinh Công, lúc 10 tuổi vào Phan Thiết, rồi lấy cái tên là Nguyễn Tất Thành, rồi dạy học lớp 3, lớp 4 ở trường làng, tên là trường Dục Thanh. Tôi xin thưa, hôm trước tôi có thưa quý vị, tôi nói nó láo, nó lố bịch.
ở Tân Hồ Chí Minh rồi đi vô Phan Thiết dạy lớp 3, lớp 4. Oh man, trời ơi, làm như là ở trong Phan Thiết là không có thì giáo viên để mà dạy học hay sao? Đưa tên Hồ Chí Minh vô trong đó dạy lớp 3, lớp 4 ở trường Dục Thanh, Phan Thiết. Tiên sư nó làm tôi tốn hết vé máy bay rồi tôi phải về tới Phan Thiết để tôi hỏi thăm là tôi có gặp hôm trước, tôi có thưa, tôi có gặp cái ông cụ cái râu dài xuống tới ngực, ông chống cây gậy đi lụp khụp, tôi uống nước bên vỉa hè, cái là tôi hỏi cụ cho cháu hỏi cụ một câu được không? Ông nói được, con hỏi gì? Nói dạ thưa cụ, cụ có nghe là ba của cụ có kể cho cụ nghe rằng ở Phan Thiết này có cái trường tên là trường Dục Thanh, và cái trường đó là bác Hồ có đến đây mà dạy học ở đây không bác? Hơ cụ, ông chống gậy cụp cụp. Chắc có đó con à, nhưng mà nó nằm ở trên tờ báo đảng ấy mới thấy là một cái sự lố bịch của tập đoàn cộng sản. Nó có, Hồ Chí Minh có vào Phan Thiết dạy trường ở Dục Thanh, dạy lớp 3, lớp 4, mà nó nằm ở trên báo đảng chứ không phải ở ngoài xã hội Phan Thiết đâu. Xin thưa quý vị, tại sao nó có cái tình huống đó xảy ra một cách mà phải nói là lố bịch cái tập đoàn cộng sản này? Xin thưa rằng bởi vì ở nơi Phan Thiết đó là có mà một đệ nhất chính khách của thời đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa làm việc ở đó, làm chức tuần vũ ở tại tỉnh Bình Thuận, tương đương ngày hôm nay là tỉnh trưởng. Cho nên mới có tên Hồ Chí Minh phải vô ngay cái tỉnh mà nơi đó có một vị chính khách nổi tiếng là Ngô Đình Diệm làm tỉnh trưởng ở đó. Có nguyên nhân cho đó. Giả dụ Ngô Đình Diệm làm việc ở tại Nha Trang, ở tại Quản Trị, thì ác hẳn tên Hồ Chí Minh sẽ không bao giờ có khả năng mà có cửa vào Bình Thuận đâu. Lúc đó là Hồ Chí Minh mới nói rằng có bác Hồ vua Quản Trị dạy học, hoặc là có bác Hồ vua Nha Trang dạy học. Cái chỗ đó đó, thấy không? Thấy nó lố bịch là cái chỗ đó đó. Khi mà tôi tốn cả một vé máy bay về Việt Nam để điều tra chỉ có một việc đó thôi. Trời ơi, nó lố bịch gì đâu. Cho nên là tôi cũng Nam Mô Di Đà Phật, mấy anh cộng sản thiệt, mấy anh dụ con nít ăn cứt gà có thể được, nhưng mà cái anh không thể nào mà dụ cái lịch sử để nghe theo các anh từ đâu. No way, no way. Hiểu không? Xin phép. Các anh dám mình lên diễn đàn có tôi mà đòi lóc tôi là đâu có được đâu. Chết các anh. Tôi đang chia sẻ để cho các anh ở dưới tự do các anh muốn nói à tỷ à mùi gì nói. Mà lát tôi hết chia sẻ là tôi nhốt các anh từng người một. Ở ngoài xã hội tôi có cái cách thức tôi cầm các anh. Nhưng ở ngoài xã hội có thể là các anh năng nỉ chút là người ta tháo cái cầm ra được. Nhưng mà trong diễn đàn Francis, tôi cầm cái anh, tôi nhốt cái anh. Phải có đúng ngày giờ của nó. Nó mới cho ra liệu hồn. Đó. Không? Thấy cái sự nghiêm minh ở trên diễn đàn nó như thế nào. Đừng có nói là trên diễn đàn mà ai nói cũng được, ai làm gì được, làm gì ai. Khích Francis này đi. Francis này làm cho mà thấy. Ok, chúng ta xin thưa tiếp. Đó, cho nên là tập đoàn cộng sản này nó chỉ đi lừa bịp bác xảo, bác xảo, bác sự. Vô trong đó dạy học tới đâu. Bởi vì sao? Sau khi cộng sản cúp xong chính quyền, nó muốn biến tên Hồ Chí Minh theo cái định hướng của xã hội chủ nghĩa. Đó, quốc dân Việt Nam hai miền Nam Bắc phải xem tên Hồ Chí Minh, một cái con quỷ râu xanh kia, là ông Thánh. Và nó là trấn áp hết những nơi nào có những cái gốc dày, hàng gốc dày của các vị chính khách của Việt Nam Cộng Hòa hàng trên mảnh đất, thì nơi đó có hình bóng của Hồ Chí Minh lai quẹn. Cho nên là một cách quá ơi là lố bịch. Nè, nên nhớ nha, nếu giả dụ cái Dinh Độc Lập, giả dụ Sài Gòn nó nằm ở Nha Trang,
hẳn là Hồ Chí Minh sẽ xuống ngay cái bến Nha Trang đi lên tàu Pháp rồi. Nhớ cái điều đó nha. Nhớ, nhớ, nhớ. Biết đánh gì bằng cái chữ nhớ không? L A L A C H là nhớ. Mấy anh gì cậu? Mấy anh gì cậu? Mấy anh sẽ không bao giờ quên cái cách đánh vần của tôi, đúng không? Nếu giả dụ Sài Gòn nó nằm ở tại Nha Trang thì Hồ Chí Minh sẽ xuống ngay tại Nha Trang mà đi lên tàu Pháp rồi. Chứ không có cái hầm rồng, hầm riết gì ở trong Sài Gòn cả. Bà xạo bà sự. Chế ở cái ông thiền trưởng là ông tên ông Mạc Na, Mạc Niết, Lucia, cái chiếc tàu tên này tên nọ đều đế chi Mỹ dân. Cái này Francis tao nói khi mà đọc ra dở ra những cái trang sử mà nó sự thật tự nó lố bịch tội nghiệp cho cái tên Hồ Chí Minh này làm sao được. Phải chi Sài Gòn nó mới nằm ngược lại, nó đừng hoặc là ngược lại, nếu Sài Gòn nó nằm ở tuốt ở đâu là dưới mũi Cà Mau, mũi Cà Mau, mũi bay như sáo thổi mà đĩa lậu như bánh canh rồi dưới đó, thì lúc đó Hồ Chí Minh xuống tới Cà Mau và tới cái điểm cuối cùng của đất nước để mà đi ra tàu, ra ghe. Bà sao? Cho nên có nhà rồng, nhà riết gì ở Sài Gòn để cho tên Hồ Chí Minh này mà xạo quá trời quá đất ấy, thì nói tới đây thì hết giờ luôn rồi. Thì tình chắc quý vị để tôi nói cho rồi thôi là lát nữa nó hết giờ. Chúng tôi làm việc bên đây là bữa cuối tuần mà tới cái thời khó biểu của Francis làm việc. Nhưng có thể lát nữa mình xin thêm một vài khách mình ngồi lại làm việc, tự làm việc mà làm thêm mà là ok lắm hả. Trời ơi, thượng cấp của tôi chắc là vui lắm. mình làm việc mà mình làm ít giờ thêm thì mới phiền, làm thêm giờ mà trời ơi, sung sướng. Cho nên là vô trong Phan Thiết là dạy tới là cấp 3, lớp 3, lớp 4 chứ cấp gì trời ơi, lớp 3, lớp 4 trời đó thiệt tình. Lớp 3, lớp 4 bằng thì thời nay cũng gọi là lớp 3, lớp 4 như vậy. Lớp 3, lớp 4 chứ không phải lớp 3, lớp 4 mà nó đề trong đây là lớp 3, lớp 4. Nghe thấy nó hấp dẫn. Lớp 3, thời đó lớp 3 thì nó lớn hơn lớp 4. Nó hơi ngược lại thấy cũng hấp dẫn lắm. Nếu mà đem cái lớp thời đó mà nói cho cái tuổi trẻ ngày hôm nay nó nghe chắc nó không biết, ủa sao cái lớp gì mà nghe thấy cái lớp lớp lớn mà lại cái lớp ba thì nó lại lớn hơn cái lớp tư là sao, số ba nó nhỏ hơn mà sao nó không nhỏ mà nó ngược nó lớn. Nó hơi lạ không? Quý vị nào năm nay là 45 tuổi, xin lỗi 45 tuổi so với cái câu nói tôi nói là chỉ còn đứa con nít thôi. Lúc này là khoảng let me see. Lúc này nếu quý vị năm nay là 52 tuổi. Họ mày quý vị mới biết được lớp 3, lớp 4 là cái gì phải không? Quý vị năm nay phải là ít nhất cũng phải là 52 tuổi quý vị mới biết là lớp 3 là lớp 4, lớp 3 là lớp 4 nó nhỏ hơn lớp 3, đúng không? Ok. Chứ quý vị trong diễn đàn tôi toàn quý vị toàn nói gì đâu mà sanh sau năm 1975 biết cái gì đâu, biết lịch sử này, không biết làm Francis này tao nói tốn nhiều bao nhiêu ly đất nước chanh lên đây chia sẻ quý vị. Ok, rồi tháng 2 năm 1911, cũng trong năm đó chỉ dạy lớp A, dạy lớp 3, lớp 4 mà chỉ dạy đâu có mấy tháng à, rồi cái là bỏ đi vô Sài Gòn. Rồi vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, cũng trong năm đó, xuống tàu bến Nhà Rồng lên tàu Pháp làm kế sinh nhai. Lúc đó Hồ Chí Minh 21 tuổi. Bà xã không có nhà rồng, nhà riết gì ở đây, bởi vì cái Dinh Độc Lập nó nằm chần chần ở đó, nơi là thành trì chống cộng sản ở đó, cho nên phải nói là có Hồ Chí Minh đến Sài Gòn.
Bởi vì ngày hôm nay có biết bao nhiêu cái tranh ảnh và hình quay phim chụp lại là lá cờ vàng ba sắc đỏ đã tung bay trên bầu trời Hà Nội ở trước cửa cái nhà hát lớn ở Hà Nội. Thấy không? Cho nên ở trong miền Nam không có cái chỗ gì mà để cho cái chỗ tựa có tên Hồ Chí Minh là khó chịu lắm. Cho nên nó tìm đủ một cách nó nhét tên Hồ Chí Minh, mặc dù lố bịch bị Francis lên đây nó ghét hết từ bức màn sự thật này cho đến bức màn sự thật nọ. Nhưng mà thà rằng có như vậy chứ không thôi, để khủng trống không ở đó là dân lành làm sao mà nó chịu đựng để nghe cách mạng nữa. Cho nên khổ Francis lên đây phải đọc lại những cái giả dối cho quý vị nghe thì thật sự nó chẳng có thích thú, nhưng mà đâu có còn cách nào hơn nữa đâu. Thì phải đọc. Xuống tàu, bến nhà rồng, rồi cái đi lên tàu Pháp lúc 21 tuổi, mang tên là Văn Ba. Hồ Chí Minh tao nó mang đủ tên để chi? Để chịu đựng cái sự hỏi tra. Có tên là Nguyễn Sinh Cung với là Hồ Chí Minh là có bà con thân nhân gì không, có anh em ruột gì không, có cha mẹ gì không. Chút nữa tôi sẽ kể cho quý vị nghe điều đó. Rồi sang Pháp, sau đó là đi Nga, lấy tên là Lý Thụy. Chà trời ơi, mình muốn dừng chân lại ở bên Pháp, mình kể câu chuyện về cái là cái cục đá. Cái cục đá vào mùa đông lạnh lẽo, trời ơi, bác Hồ lấy cái cục đá đi tới nhà bà hàng xóm bên kia là thấy bà nướng bắp ngon quá, phải không? Tới đó để cục đá, bà hàng xóm nói: ủa, sao mà chú mày dân ăn 5 mít mà chú mày mang cục đá tới đây vậy? Bụng chú mày đói bụng muốn tôi cho bắp ăn thì nói với, tại sao để cục đá vô đùng đống lửa chi vậy? Bác Hồ nói: dạ không, tôi chỉ nướng cục đá cho nó ấm. Ôi trời ơi, ở đây người ta nướng bắp ta ăn ngon lành, ông nướng cục đá làm gì? Nó không, trời lạnh quá, tôi nướng cục đá tôi mang về tôi ôm nó ngủ. Trời đất ơi, tao nó nghe thấy nó mùi, thấy nó tội nghiệp, nghe cái tự nhiên mình biết nó u mê rồi. Thiệt tình, mình nếu mà giả dụ cái người kia mà cho mình nướng cục đá thì ắt hẳn người đó sẽ cho mình ngồi đó để mà chụm lửa, rồi nhân dịp đó mình hơ ấm, mình có thể là trải cái đệm đó nằm mình ngủ cũng ấm hơn. Chứ hà cớ gì mà đi nướng cục đá rồi cái là ôm gói trong giấy báo rồi ôm về. Trời ơi, nếu cục đá nó nóng thì ắt hẳn nó làm tờ giấy báo ắt hẳn nó cũng phật lửa, mà nếu mà cục đá nó nguội thì đâu có đủ ấm đâu. Cho nên man, thật là mấy cái chỗ này tôi kể không được, tại vì nó bá xạo quá đi. Thiệt tình, chúng ta bá xạo quá mà phải ráng kể cho quý vị nghe. Thiệt tình. Thiệt tình, không bao giờ có chuyện đó đâu quý vị ơi. Làm ơn quý vị thức tỉnh giùm quý vị. Cào cái bộ óc của mình ra đi. Trời ơi, đừng có để tờ báo nó lừa bịp. Chúc cha nó lừa bịp. Tối nay ông Cộng sản nó mới vua ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nó nói trời, bác Hồ còn trinh, bác Hồ vĩ đại lắm, bác Hồ không có con. Trời ơi, mình mà ở trong miền Nam mà mình đâu có biết gì ở ngoài Hà Nội đâu, nghe nói vậy chắc mình nói trời ơi, bác Hồ giống như ông tiên vậy ta. Trời ơi, ai thấy gái cũng tầm tớp chạy nườm nớp vậy mà bác Hồ nhìn thấy gái là không suy nhê gì hết. Công nhận bác Hồ giỏi thiệt. Nhưng mà hôm nay báo đạn để dạ bác Hồ là có vợ như mọi người, vợ đầu, để cái chữ vợ đầu là Tăng Tiết Minh. Nhưng mà có vợ đầu ắt hẳn có vợ giữa và vợ cuối. Trời ơi, công nhận cái tờ báo đảng, công nhận lâu lâu nó nói một câu nghe cái đấy thấy cũng phê. Đấy, vậy để cho quốc dân Việt Nam còn gọi là bác Hồ Chí Minh còn trên đâu. Còn lâu đi, xin lỗi quý vị. Bởi vì tại sao Francis nó, bởi vì nó lố bịch thôi à. Tao nói sau này bị Francis đi ra tới Hà Nội, tao nói khám phá hết tất cả những là thâm sơn cùng cốc của tên Hồ Chí Minh. Mà bữa nay tôi không có đâu thì giờ. Trời đất ơi, mình không có đâu thì giờ. Chắc mình phải đăng ký làm việc thêm giờ.
Tại vì sao? Bởi vì là thành Hồ Chí Minh nó là con quỷ rau xanh, tôi đây nó biến con nít dưới vị thành niên trở thành là đàn bà, tôi nói nhiều nhiều vô số kể. Và cũng đồng hành bởi thi hành cái ngôn từ là làm hộ lý quốc tế. Trời ơi, khi mà nghe ai nói cái chữ mà hộ lý quốc tế, trời, ai cũng chạy nườm nớp, được làm hộ lý quốc tế mà được là phục vụ cho bác Hồ nữa thì còn gì vinh dự cho bằng. Cho nên đó là tôi nói tội nghiệp cho mấy các cô, tôi nói sau này nó ức lắm, ức nó hận lắm, hận đời tuổi trẻ, hận kẻ bạc đời. Cho nên là tên Hồ Chí Minh á, tao nói sao, tên Hồ Chí Minh không còn bút mực nào. Tên Hồ Chí Minh chỉ có nước là đổ xăng đốt cái hình nộm, cái hình nộm chứ đâu phải là cái hình nộm chứ đâu phải là cái xác Hồ Chí Minh nằm ở tại Lăng Ba Đình đâu mà quý vị mơ tưởng. Mong đợi quý vị bữa nào quý vị đi ra ngoài đó ha, nếu quý vị cần thiết chúng ta đánh cá nha. Quý vị ra về đó, quý vị nhìn cho kỹ, đi qua đóng dòng mà được biết rằng quý vị không có mang một thứ dụng cụ gì vô trong đó được. Nhưng ít nhất quý vị phải có một cái cách thức nhìn, nghe Francis diễn tả này. Vô trong đó khi mà nó kéo cái xác Hồ Chí Minh lên, quý vị nhìn cho kỹ cái bóng đèn ở trên rọi xuống. Nên nhớ nha, không phải vừa kéo lên cho anh chị nhìn cái là nó hạ xuống liền đâu. Nó phải ở đó cho nguyên cả một đoàn người dài như vô tận ở đó để mà chiêm ngưỡng cái hình Hồ Chí Minh. Nếu mà cái hình Hồ Chí Minh mà sự thật bằng da bằng thịt mà úp để đó thì không chịu đựng nổi cái ánh đèn ở trên nó rọi xuống. Nhớ điều đó. Lúc đó là nếu mà da thịt thật là lúc đó nó sình lên, nó nổ cái đùng, đúng không? Quý vị nên nhớ nha. Cái bột thạch cao mà nắng ra hình nộm, trời, nó nắng nhiều hình nộm giống như ở trong mấy cái kiến mà người ta các siêu thị mà nó quảng cáo đồ thời trang đó, mà nó làm hình nộm tụi nó giống y chang như người thật. Giống y chang như người thật. Nhiều lúc mà mình vô trong đó, mình đi mệt quá vô trong đó cái mình nhìn, mình thấy tôi cái hình nộm nó ngồi đứng y chang, mình tưởng đâu. Tại vì quý vị nên nhớ mà các chiêu đại viên của các tiếp thị viên ở trong siêu thị chỗ nó cũng đẹp như dáng lắm. Tao nói mình vô trong đó mình thấy cái hình nộm nó ngồi đó, mình tao nói excuse me, can you help me there? Trời, mình nhìn thấy mình nói mấy lần mà mình thấy bạn ngồi bà không nháy mắt mới nữa. Ủa ôi trời, xin lỗi. Trời ơi, mình hố nó. Ý tôi muốn diễn tả là sao, là bởi vì là nó giống lắm, nó giống như thật. Cho nên nó là cái chất thịt cao mà ở Việt Nam rồi tay nghề mà tay kỹ nghệ của Việt Nam lên tới cái tầng nước là siêu luôn. Nó nắng cái thứ gì cũng giống hết trơn. Không chi là tên Hồ Chí Minh, không chi nó lậm kiên nó để đó thì tuyệt tình tội nghiệp. Quý vị nhìn thấy cái cảnh tượng mà nó ba xạo mà nó bỏ cái hồn Hồ Chí Minh lên chiếc xe nhà binh mà nó chở vòng vòng ở trên sườn núi. Người ta hỏi chở đi đâu rồi, nó nói chở đi giấu, sợ máy bay Mỹ nó biết, nó thả bom banh xác bác Hồ sao chở đi giấu. Trời ơi, tôi nói xin lỗi quý vị, nếu mà da thịt thật mà trúng da thịt người nè, tôi nói nó sình lên nó nổ cái đùm, chứ đừng nói là chở đi quanh ở núi này núi nọ, chở dồi lên dồi xuống như dồi cục bóp ở đội là chạy qua chạy lại thế kia, mà có cái chuyện cái xét hình Hồ Chí Minh mà còn. Tôi nói trời, Francis ngồi đây mà đi nói về cái đề tài này thật sự. Tôi nói bởi vì sao, đọc tới đâu nghe tới đâu là toàn là cái thứ giả dối bà xạo không à. Nhưng mà cái anh là công an, cái anh là bề trên, cái anh ra lệnh tôi là phải đọc và phải là cho biết tại sao là tôi đem Hồ Chí Minh ra nói và phải chứng minh những gì mà tôi nói về Hồ Chí Minh thì bữa nay tôi bắt buộc phải chứng minh, phải là kiên nhẫn tôi chứng minh, đúng không? Cho nên là ok, chúng ta đi tiếp đi, đánh giặc dọc đường quá mệt. Uống miếng nước đây. Ừ.
Rồi cái cục gạch ở ba lê tôi trả lời nhiêu đó đủ rồi nha, không có nói nữa nha. Cục gạch ba lê, rồi cục gạch ba lê với lại đi vào dạy học ở trường Dục Thanh, Dục Thiết, Dục Tánh, Dục Vọng thì có chứ Dục Thanh. Ở Phan Thiết có trường Dục Vọng thì có chứ làm gì có trường Dục Thanh ở Phan Thiết. Mà gì cũng có. Trời ơi, kể ra bác Hồ khổ cực ở bên ba lê nghèo. À, lạnh lẽo rồi trời ơi, tao thấy để kể chi, để làm ngưỡng mộ lòng ái, lòng mà ái mộ của quốc dân Việt Nam. Trời ơi, tội nghiệp quốc dân Việt Nam, tao nói khổ kinh đời. Tao nói tình thương để không trúng nơi trúng chỗ, tao nói thằng vô dụng là cái chỗ đó. À, ok, bỏ qua cục gạch được chưa, giờ này không có nói cục gạch nữa nha. Trời ơi, dục nó qua bên này, cái đó là bà xạo. Trường Dục Vọng ở Phan Thiết, ở Dục Thanh, Dục Vọng thì nó cũng ba sao, bỏ đi. Rồi sang Pháp lấy tên là Lý Thụy, vào năm 30 nghiện ái quốc. Tôi cắt nghĩa cái chữ nghiện ái quốc nguyên nhân thế nào, có chữ nghiện ái quốc. Nguyện ái quốc là lúc đó là Phan Chu Trinh và Phan Bộ Châu, không có Phan Bộ Châu. Phan Chu Trinh, Phan Văn Nguyễn Văn Tường. Còn một người gì á, Nguyễn Văn Tường là thẩm phán hay là luật sư hay là tham tán gì đó. Nói chung là ba người, người ta lập ra một cái hội gọi là cái hội ái quốc để là nghiện ái quốc. Khi mà viết đệ đơn bất cứ sinh hoạt làm cái gì á, ghi giấy mờ gì á, người ta cũng ghi là viết xong cái tờ đơn rồi để với là nghiện ái quốc. Nghiện ái quốc là nói chung cho một cái hội có một số nhân viên ở đó. Đoàn viên nhân viên đại khái là nhân số nhân viên làm đúng không? Thì tên Nguyễn Ái Quốc này, tên Nguyễn Sinh Công này là khi mà đi qua Nga thì lấy qua bên Nga cái khai nói rằng là tôi là Nguyễn Ái Quốc. ăn cắp cái tên Nguyễn Ái Quốc nổi tiếng tại ba lê một thời của dưới thời của Phan Chu Trinh. Đó, cho nên nó là nổi tiếng nhờ cái tên đó, mà nhờ cái tên hiệu của cộng đồng của người ta, cái tổ chức của người ta ăn cắp, cái tự nhiên gắn cho mình thành nổi tiếng luôn. Rồi tên mật thám của Pháp nó theo dõi được là tên Hồ Chí Minh hoạt động cho cộng sản quốc tế. Mà ngặt một điều ở trong nước Pháp ngày xưa là một nửa nước Pháp nó đi theo cộng sản, một nửa nước Pháp đi theo cộng hòa. Cho nên nó là tên Hồ Chí Minh này khi mà nó hoạt động cho cộng sản, trời ơi, dân Pháp nó ủng hộ dữ lắm. Bởi vì một nước Pháp nó có một nửa đi theo cộng sản. Cho nên ngày hôm nay có nhiều người Việt quốc gia mình lầm tưởng, đọc hết cái văn bản của nhà gọi là nhà ái quốc chân chính của Pháp, nhà sử học của Pháp, nhà địa lý của Pháp nổi tiếng, người ta biết viết như thế này, ta viết như thế nọ, ta viết như thế kia, làm cho người Việt quốc gia mình cứ nghĩ là người Pháp người ghét cộng sản, người Pháp viết ra điều gì cũng có sai rồi. Trời ơi, mấy cái một nửa nước Pháp là một nửa để theo cộng sản, cho nên những con người mà cao tay ống kia, học sĩ kia, nó đi theo cộng sản thì nó viết theo có lợi cho cộng sản. Người Việt quốc gia mình kia là đi lầm đường lạc lối thêm một lần nữa, kia là nghĩ ông này là người Pháp, ông này là giáo sư của Pháp, ông này về sử Pháp, ông này viết hay, đường lối chính đi theo vô sập hầm. Từ cái hầm này cho tới cái hầm nọ, càng bắt đầu sụp xuống cái hầm lỗ chân trâu, rồi nó sụp xuống tới lỗ chân bò, rồi nó sụp xuống tới cái hố canh nông, rồi nó sụp xuống tới cái hố bồn, rồi từ dưới là tự chôn xét lấy mà không tự cứu lấy mình. Đó, cho nên ngày hôm nay ở bên Pháp nó còn số các nhà gọi là tư tưởng cộng sản mà có chức phận ở ngoài xã hội, nào giáo sư địa lý rồi đủ thức. Cho nên người Việt Nam cũng cũng lũng đoạn lắm, cũng đi vô cầm cũng sách lên đọc cái phê quá cái về cái trò là Trần Lý,
cái là lúc đó ngã nghiêng ngã ngửa, cho nên nó đi qua Pháp, tôi nói người Việt ở bên Pháp quá trời quá đất, nhưng mà không biết cách chống cộng chỗ nào, bởi vì hệ chống cái là có cái chỗ nó đỡ lên, hệ chống thì có cái chỗ nó đỡ. Cho nên nó là khổ. Ở bên Pháp là ngày xưa mình nghe thấy chắc nó hoành tráng lắm, nhưng mà qua bên Pháp coi trời ơi, chống cộng hay chống cái nó có người đỡ, chống cái có người đỡ, chẳng biết tới ngày hôm nay chống đỡ chống đỡ chống đỡ rồi đỡ chống đỡ chống đỡ chống tới ngày hôm nay luôn. Thấy cho nên Đức Quốc Cộng Tổng thống Đạo Quân nói là words is the most dangerous weapon, tức là tiếng nói, ngôn từ là cái vũ khí nguy hiểm vô cùng. Cảm ơn Ngài Đức Quốc Cộng Tổng thống Đạo Quân đã để lại cho chúng tôi một câu mà có khả năng diễn tả hết tất cả muôn sự. Cảm ơn Ngài. Đó, bữa nay Francis đã kể hết cho quý vị nghe. Cấm hỏi Francis nữa nè, để Francis này dẫn tải những điều mới. Trời ơi, đi đào sâu cuốc bẩm cái chuyện quá khứ người ta cũng cuốc, muốn là cho nó chìm đi. Nhưng mà bởi vì nó có liên quan đó, mấy cái tập đoàn cộng sản ở Việt Nam nó đang là bần cùng hối dân tộc. Vì dân tộc mà mình phải chấp nhận là cày sâu cuốc bẩm thời quá khứ lên để chi, để dẫn tải cái sự thật đó cho quốc dân Việt Nam. Cho nên ở trong cái diễn đàn của tôi chợ mấy trăm người ở trong đây, yeah, mà ở trong đây tôi nói u mê cái chuyện mà lịch sử của Việt Nam á, trời ơi tội nghiệp làm sao, thấy thương cho cái gánh nặng u minh đang đè chịu trên đôi vai của quý vị quá à. Thấy không? Rồi á, rồi đi tiếp đi, kệ quý vị cứ nói gì nói. Rồi là bị một thám phán nó bắt bởi vì sao? Hoạt động cho cộng sản, nó bắt nó là kết án là tử hình phiến diện, rồi là bị bắt nhốt ở bên Hồng Kông, rồi cái là chết cháy trong đó luôn. Đúng theo mưu kế của Mao Trạch Đông. Bum 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 bang. Nên nhớ cái khúc này, những khúc này hấp dẫn nhất nè, những khúc này tao nói mấy anh ở trong nước khoái nghe. Lúc này khi mà Hồ Chí Minh, tức là Nguyễn Ái Quốc đã tắt thở rồi, tan ra khói rồi, mình dùng câu này nó đúng không, tan ra khói rồi, là đúng theo tiêu chí của Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông là tiêu chí gì, chiến lược gì? Lúc mà tên Hồ Chí Minh mà bị, không phải Hồ Chí Minh, đừng có gọi, hồi nãy giờ tôi kể không phải là, hồi nãy cho tới bây giờ tôi kể không phải là tên Hồ Chí Minh nha quý vị. Tôi đính chính lại cho hồi nãy giờ tôi kể là Nguyễn Sinh Cung rồi, Văn Ba rồi, Nguyễn Văn Tất Thành rồi, Nguyễn Ái Quốc rồi, là Lý Thụy rồi, là Văn Sơ. Cái tên cuối cùng của Nguyễn Sinh Cung là tên Văn Sơ. Và tới đó chết xong, hết à, hết rồi nha, không có liên quan gì đến tới Hồ Chí Minh. Người đó không có liên quan, không có bà con thân thiết, không có là ôm chị ôm em gì á, giữa với lại cái tên mà hiện đang nằm tại Lăng Ba Đình, bằng thạch cao đang nằm tại Lăng Ba Đình. Ok, Mao Trạch Đông ăn rơ với Pháp, tiêu diệt cái tên mà Văn Sơ đó, cái tên mà từ Nguyễn Sinh Cung cho đến tới Văn Sơ đó, tiêu diệt xong. Xong rồi, tức là Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Văn Sơ, Lý Thiệp là đủ thứ tên à. Lúc này để chi? Để cấy cái tên gián điệp tạo cộng là thiếu tá Hồ Văn vào Việt Nam lấy tên cho đến hôm nay, đó là Hồ Chí Minh. Ây da, nghe rõ chưa? Alo, welcome to the show. I hope you have time and I hope you feeling fine. Hello. Đúng chưa? Cho nên quý vị đừng có nói lâu thôi, đừng quý vị có đầu có đuôi, có chứng minh, có lớp có làng. Như thế đó mà cũng không xuyên thủng mà nghĩ là đừng có nói chuyện mà nói suối nít nít huấn luyện dân tộc Việt Nam can đảm lên bằng cách ngày hôm nay cho con nít ăn cứt gà. Đó, thứ mà chỉ có trong cái thế giới cộng sản, chỉ có thế giới cộng sản thôi. (Cười)
Công nhận mình đọc cái câu của Đức Quốc Công là "Words is the most dangerous weapon". Trời ơi, nó đi vô tới trong máu một tí luôn mà trời ơi. Cảm ơn Ngài. Cho nên xin phép mình làm gì mình phải có chứng cớ trên đây chút xíu để cho quý vị cho nó rõ ràng để rủi lui quý vị yêu cầu tên Bộ trưởng Công an Tô Lâm dẫn độ tôi về Việt Nam, nói tôi phải dẫn độ Francis về Việt Nam hỏi chia để cho ông khai trước tòa rằng những điều ông nói có thật mà, thì cho nên tôi phải giữ cái tài liệu này lại, phải không? Rồi mấy ông có triệu gì về thì tôi phải mang nó về, phải không? Nên nhớ nha, những gì Francis này nói là không phải của Francis. Ba đầu sáu tay gì Francis biết ở Việt Nam đâu. Trời, ở Việt Nam mấy ông mà ngồi trong diễn đàn của tôi mà A Tỷ A Mụi đó, mấy ông mới biết nhiều hơn tôi. Nhưng mà ngược lại mấy ông chẳng biết gì cả. Trời đất ơi, cái mà tài liệu tôi đang đọc ở đây là cái tài liệu công an ở trong nước. Nó thắc mắc tôi, nó kiện tôi, nó buộc tôi là phải nói lên, diễn tả lại những cái gì mà tôi đã chứng minh lại những cái gì mà tôi đã từng lên đây nói về Hồ Chí Minh và cái tương quan ngược lại của Tổng thống Đặng Minh Quân. Cho nên là tôi phải nói trời, quý vị làm cho tôi mất đi khúc này mất tiêu rồi, mấy nó chạy dùng dục như thế này thiệt tình. Ok, don't worry. Rồi. Trúng kế Mao Trạch Đông. Lúc này là cái tình hình nó đã xảy ra ở tại Đông Nam Á. Phải nói là một tiếng đồng hồ thôi nó cũng xảy ra nhiều chuyện lạ rồi, chứ đừng có nói là một ngày, huống chi là đây là một vài tháng kế tiếp nữa nó xảy ra nhiều chuyện, tôi nói theo dõi không kịp luôn. Nhà báo bữa nay là lên khuôn đăng báo cái tin tức đó, bỗng nhiên sắp sửa gửi đi cái có cái tin mới, nó lại nó đảo ngược lại cái tin mà đang chuẩn bị in báo ra. Cho nên là nhà báo lúc đó phải nói là cũng viết công ngồi viết luôn, không chịu đựng được, bởi vì là trong một ngày một giờ thôi nó cũng đã có nhiều chuyện xảy ra rồi. Cho nên xin thưa, khi mà tên Nguyễn Sinh Cung được nằm trong cái lược trình sau này là được Hồ Quang kế vào thay thế cho tên Văn Ba, tức là tên Văn Sơ đó, cái tên cuối cùng đã bị chết cháy đó, thay thế vào là tên thiếu tá Hồ Quang đó, trà trộn vào cái số đảng viên của Đảng Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hậu do cựu đảng trưởng Nguyễn Hải Thần làm chủ tịch. Nghe chưa? Chính khi mà cụ Nguyễn Hải Thần bảo lãnh hết tất cả cái số, bởi vì Mao Trạch Đông biết chắc chắn một ngày gần đây cụ Nguyễn Hải Thần chủ tịch Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hậu sẽ bảo lãnh cái số đảng viên của cụ ra, thì bảo lãnh luôn Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh lúc này là được Mao Trạch Đông đưa về nhập vô trong cái đám đảng viên Đảng Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hậu rồi. Tôi kể cái chỗ này cho quý vị nào năm nay là 60 tuổi rồi quý vị phải nghiêm chỉnh nghe thì nó mới hiểu nổi, chứ không thì chưa chắc quý vị hiểu đâu. Đừng có nói là cái đám tào le năm nay là 40, 50 hiểu cái gì. Xin lỗi quý vị nha, đó là sự thật thôi. Francis nói chuyện sự thật thôi. Ok. Rồi mau rồi là cụ Nguyễn Hải Thần là khi ra là lấy danh sách có đầy đủ hết rồi, từ kêu gọi tên từng người tới người cuối cùng, hỏi anh tên gì, nói dạ tôi tên Hồ Chí Minh. Wow, được, ghi vô. Ghi Hồ Chí Minh vô này, phải không? Cho nên từ đó mới có Hồ Chí Minh. Wow, cái danh sách đó
từ Tây Nguyên hai thần gửi đến cho quốc dân Việt Nam. Cho nên bất cứ một người nào cũng phải tin tưởng Hồ Chí Minh là à, được là cụ Nguyễn hai thần chủ tịch Việt Nam cách mạng đồng minh hồ là một cái đảng phải mà trường kỳ kháng chiến chống Pháp, ai cũng tin tưởng, người ta tin tưởng Hồ Chí Minh cũng bởi cụ Nguyễn hai thần nhầm lẫn. Bởi vì trong cái chỗ đó là sâu đầu một tập đoàn cộng sản Mao Trạch Đông á, là nó từng là đưa người gián điệp tới đó là lo cho cụ Nguyễn hai thần á, là từng miếng ăn giấc ngủ. Cho nên á, là Mao Trạch Đông nói cái gì cụ Nguyễn hai thần gần như nói yes chứ không phải no. À, cho nên á, là cái ngặt của lịch sử là từ cái điểm đó nó từ cái điểm đó. Cho nên Đức Quốc công tổng thống đồng quân mới nói là bởi vì quốc dân ta ngộ nhận, hai cái chữ ngộ nhận thơ mà diễn tả được hết cả muôn thời quản sự luôn, thấy không? Thấy kinh khiếp chưa? Chẳng phải giống như quý vị đó, quý vị hiểu được cái gì? À. Rồi khi mà nó tìm cách nó đưa tên Hồ Chí Minh trở về cái tình huống là đưa về để tình huống mà đưa về trong đất nước đó, thì thực cái chỗ này đau lòng lắm, đôi lúc mình muốn bỏ qua đi nhưng mà mình đã kể tới đây mình phải kể luôn. Khi tình hình của Pháp nó có vẻ như là bởi vì chiến tranh Đông Dương rồi nó nổ tàn bạo, bom nguyên tử rồi nó quấn tơ bờ bên Nhật rồi, ai cũng theo dõi rằng là Nhật là sẽ bị gối trước quân đồng minh một ngày gần đây. Vì thế mà cụ Nguyễn Hải Thần lập tức phái cán bộ trở về nước hộ đồng để chuẩn bị đứng lên nắm chính quyền khi mà quân Pháp thâu lui. Lúc đó là cụ Nguyễn Hải Thần thời chiến tranh mà quý vị, có một người nào mà đi tìm người mà để về nước khó lắm, ai cũng sẽ chết hết. Thì cụ Nguyễn Hải Thần nói là không biết ở trong các đồng chí này có đồng chí nào là chấp nhận và dẫn lãnh làm lãnh đạo đưa cán bộ trở về nước hoạt động không? Hồ Chí Minh đưa tay lên liền. Dạ, có tôi. Có tôi. Trời, trong thời chiến tranh như tôi nói có để mới đề nghị mà có người nào đưa tay lên cái là cụ Nguyễn Hải Thần ghi liền rồi. Ok, anh Hồ Chí Minh, trời cái tên mà nghe lão quắc lão quá, không bao giờ biết cái gì, không bao giờ biết cái lịch sử lịch xiết. Cho nên tôi mới nói là xin thưa quý vị, tôi khó đây cho quý vị tỉnh táo chút xíu. Nguyễn Sinh Cung cho tới Nguyễn Văn Sơ là tôi đã hết rồi. Rồi bây giờ tới tên Hồ Chí Minh này nó không có liên quan gì tới cái là Nguyễn Sinh Cung cho đến tới Nguyễn Văn Sơ kia cả. Không có bà con thân dân anh em ruột thịt gì cả. Làm ơn làm phước, nó động não. Nguyễn Văn Đồng lờ lao não hỏi não gì đó. Không. Chứ đừng cái lâu thôi được, phải động não để mà phân biệt. Chứ không phải là Hồ Chí Minh ngày hôm nay cũng như là Nguyễn Sinh Cung ngày xưa, Ba Sạo, Vua Phan Thiết dạy học tào lao đâu. Không có liên quan anh em họ hàng gì cả. Không? Kể cả Nguyễn Ái Quốc ở Pháp cũng người ôm cục gạch cũng không có liên quan gì tên Hồ Chí Minh. Nhưng mà nó Ba Sạo nó muốn cài cả một cái lịch sử oai hùng như vậy để cho Sạo quốc dân. Không? Để dùng quốc dân làm bia đỡ đạn đó. Cho nên nó phải nói, cho nên nó tên Hồ Chí Minh. Mà cụ Nguyễn Hải Thần chủ tịch Việt Nam cách mạng đồng minh hội ghi vô, người này không có liên quan gì đến Nguyễn Sinh Cung cả. Ok, nhưng mà tiếp tục vậy thì Hồ Chí Minh đưa tay lên dạ tôi đi. Hồ Chí Minh lãnh một tiểu đội khoảng là cũng nhiều lắm, khoảng 20 người dẫn đi. Rồi cụ Nguyễn Hải Thần là cấp súng, cấp lương thực, trời ơi, cấp tài liệu, tiền bạc đâu đầy đủ. Thời đó có súng là có quyền. Rồi Hồ Chí Minh dẫn đi mấy ngày mấy đêm qua khỏi biên giới Việt Hoa. Xong Hồ Chí Minh cắt hai dòng gác, một dòng gác là hướng về Việt Nam, một dòng gác thứ hai là hướng về bên Tàu.
giọng gắt về bên Tàu nhận cái lệnh rằng bất cứ cán bộ nào của người Việt Nam đi từ bên Tàu mà về qua cái ngõ này bắt và thủ tiêu, không để một người nào sống sót. Cho nên nó là cụ Nguyễn Ái Thần ở bên Tàu ngày đợi đêm mong. Trời ơi, không có tin tức nào mà ở quốc nội mình lọt ra ngoài hết, sao kỳ quá. Vậy thì nhất định phải phái cán bộ về để mà kiểm duyệt xem, phái cán bộ có đi mà no return, that's it. Oh man, có nghĩa là nó cay đắng kinh khủng luôn. Có đi mà không có quay lại. Ta mới bởi vì gửi cán bộ nào về tới nước, về là Hồ Chí Minh bắt nó thủ tiêu hết. Kinh khiếp chưa? Gian ác cái tên Hồ Chí Minh. Tôi phải chửi cái thằng Hồ Chí Minh, mình gọi nó mà thằng, bởi vì nó là giặc Tàu, nó không phải là Việt Nam đâu quý vị ơi. Trời ơi, quý vị động não giùm chút á. Tôi đánh dần cái chữ anh GHN động não để cho quý vị dễ nhớ ha. Để chứ về chứ tôi đánh dần trống quý vị bỏ lơ bỏ lẫn cũng kẹt nè, hãy động não. Tôi chửi tên Hồ và quốc dân Việt Nam sẽ chửi cái tên giặc nó, mình phải chửi nó. Ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa muốn bắn một người Việt Nam theo Cộng sản, người ta gọi gì? Ta nói, ê thằng kia đứng lại không? Không bao giờ có cái danh từ mà vô phép đó đâu. Mặc dù hai chương tiếng khác nhau, nhưng không bao giờ có cái danh từ vô phép đó. Tôi hồi nhỏ tôi chứng kiến và tôi nghe rõ nồm nộp. Người lính Việt Nam Cộng Hòa muốn mà bắn một người Cộng sản, nói, ê anh kia đứng lại, bằng, gọi bằng anh. Gọi người khác chứng kiến của mình mà cũng là người Việt Nam với nhau thì gọi bằng anh. Nhưng hôm nay tôi gọi tên Hồ Chí Minh bằng thằng, bởi vì nó là thằng giặc. Quốc dân Việt Nam nên thức tỉnh, phải phân chia rõ ràng điều đó. Nó là thằng giặc, con quỷ râu xanh, chứ không phải là con người. Cho nên là quý vị, nhất là mấy ông sư ở trong nước thờ đồ chứ cha. Nhà chùa nào mà thờ tượng Phật Hồ Chí Minh, tôi nói xui. Bởi vì sao? Cái ông sư đó là không có tu được, là lúc nào cũng dẫn gái vô chùa. Tôi nói thẳng, tôi không biết ngại gì mà. Bởi vì sao? Bởi vì ở trên cái clip này, ở trên clip YouTube, quý vị là đánh lên đó, đào lót xuống, tôi nói gặp mấy ông sư, tôi nói ôm mấy cô gái trợ nựng niệu. Tôi nói mình nhìn thấy cũng hấp dẫn lắm. Bởi vì mình không trần mà, mình nhìn thấy mà thượng giới người ta hưởng như thế là mình dân không trần, mình nhìn thấy mà cũng khói. Trời ơi, tôi nói sư chập đầu, tôi nói ôm, tôi nói nựng niệu, tôi nói hơn là nựng con cúp bé. Trời ơi, mà vấn đề ông sư tôi không nói, mà vấn đề cái mấy cái cô gái kia cả, mấy cái cô gái, mấy cái gọi là Phật tử. Thiện tài, mấy cái vị Phật tử đó. Mà lại bước vô cái vị thánh tăng ăn đầu chó bán thịt dê gì đó là thôi khổ thiệt, khổ quá vang quý vị. Xin phép. Ok, chúng ta đi tiếp. Trời ơi, dài quá trời quá đất. Dài quá, không biết đi chừng nào cho nó hết em biết nè. Rồi. Tôi nói tên Hồ Chí Minh là không có cái cán bộ nào ở trong cái tổ chức Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội phải về do nơi cụ Nguyễn Hải Thần mà còn sống cả, về người nào chết người nào. Cho nên nó là tất cả các nhân viên ở bên cạnh của đảng viên Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hậu, tôi nói chết dần dần chết hết. Người nào mà nằm ở trong tổ chức bên cạnh những mà tay chân mà gọi là cốt cán trụ cột ở trong bên cạnh của ngài Nguyễn Hải Thần, chết sạch rồi. Còn những nhân viên mà ở cách xa cụ Nguyễn Hải Thần vậy mà còn sống, bởi vì không bị cụ gỡ về trong nước để mà kiểm chứng và cái tổ chức do Hồ Chí Minh được gỡ về nó như thế nào, cho nên mới còn sống. Rồi sao? Thì tình hình nó biến động, nó xảy ra tàn khốc luôn. Rồi cái là
tên Hồ Chí Minh là thừa thắng, thừa thắng xông lên, rồi Hồ Chí Minh là tìm đủ mọi cách. Lúc đó là võ nguyên giáp phải dân đồng phân tiết rồi ly dung ly giết đi, tôi biết nó còn nằm ở đâu á, chưa bao giờ biết cái tình hình mà Hồ Chí Minh đã là được về nước bởi cụ Nguyễn Hải Thần xảy ra như thế nào, không có. Rồi Hồ Chí Minh tìm đủ một cách đi vô hang Pháp Phó ngồi đó. Rồi lúc đó là Võ Nguyên Giáp, rồi Phạm Văn Đồng, rồi Trường Chinh, Lê Dũng, rồi đi tìm cách là nghe tin phải gửi cán bộ về Hà Nội phao cái tin rằng là có một vị lãnh đạo tối cao thế này thế nọ là Nguyễn Sinh Cung ngày xưa đi ra tìm được cứu nước, bây giờ trở về nước ngoài oi phong lắm. Nhưng mà khi mà lên gặp là một người ở nước ngoài về, trời ơi, giống như con khỉ chết cháy trong rừng, trời ơi, có phải vậy không, có phải Bác Hồ gì đâu mà nhìn thấy mà kinh quá trời quá đất. Nhưng mà trong cái tình hình đất nước nhiễu nhiên, chiến tranh nó tàn khắp xảy ra thì thôi, có một tên còn hơn, dễ rách còn đỡ móng tay hơn mà, ha, không chỉ là có con người biết đi biết nói như thế này mà lại cho là lãnh tụ được nữa, mà được cụ Nguyễn Hải Thần gửi về rồi là cộng thêm là Mao Trạch Đông là binh quân Tàu nó sắp sửa giành chiến thắng rồi, cái là nó có đầy đủ vũ khí rồi, phương tiện nó có đầy đủ, nó ủng hộ, nó trời có nghe cũng khoái, thì thôi cúi đầu ngậm hộp ngòn hộp hoàn làm ngọt, cứ thế thôi, chấp nhận. Bởi vì sao? Khi vô trong đó là thấy cờ đỏ ngôi sao vàng được treo trong đó, cái là tên Phạm Văn Đồng, Lê Dũng, rồi Trường Chinh, rồi nói đây là cái lá cờ này là mai mốt treo cho nước Việt mình hả bét. Bởi vì sao? Cỡ như là Lê Dũng rồi Phạm Văn Đồng rồi là đối với Hồ Chí Minh còn bét, là đúng là trời, tên Hồ Chí Minh lúc đó nó đã già rồi mà ốm o như thế đó, nhìn thấy còn già hơn nữa, cho nên là Phạm Văn Đồng Võ Nguyên Giáp nó phải gọi bằng bác á, thì mọi người kia cũng phải gọi bằng bác theo luôn, rồi từ đó cái danh từ là không bầu cử mà cũng có cái danh từ bác để mà gọi. Thế hay nhất là cái chỗ đó. Rồi là ai chưa bao giờ ai biết là lá cờ đỏ ngôi sao vàng nó xuất phát là chỉ có tên Hồ Chí Minh mới biết được. Bởi vì trước khi mà vô để là trà trộn ở trong cái số đảng viên đảng Việt Nam Cách Mạng đồng binh hội là Hồ Chí Minh đã nhận lệnh Mao Trạch Đông rồi, là Hồ Chí Minh hỏi vậy nếu mà tôi về tôi lãnh đạo ở nước Việt Nam vậy lá cờ của nước Việt Nam là lá cờ gì, thì Mao Trạch Đông chỉ đó lá cờ Phúc Kiến đó, cứ là y như vậy đi là được thôi, không cần đòi hỏi gì thêm nữa. Nhưng mà lá cờ Phúc Kiến nó ngu sao của nó cạnh đó nó không có được ngay ngắn giống như là ngày hôm nay ngu sao của Tập đoàn Cộng sản Việt Nam, nó là xè, nó cong cong quẹo quẹo cho nó không được ngay ngắn, nhưng mà nó cũng là ngu sao, cũng là cờ đỏ như vậy thôi. Rồi thì hộp thức khó luôn cho cái đám lưu la là Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Lê Dũng, Trường Chinh, vân vân rồi tại hẹn Pháp Phó. Tự vẽ như thế. Nhưng mà Mao Trạch Đông đâu nói chuyện. Mao Trạch Đông phải nói cái tên gián điệp Hồ Chí Minh là tốn biết bao nhiêu công lực, đâu có thể nào mà một cách êm nhẹ đâu. Mao Trạch Đông nó già táo đó là một số quân đội mà to lớn hùng hậu ở biên giới đó, để canh me coi thứ mà nếu mà cái đất Lục Lăng hạ tướng Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Lê Dũng kia mà không thừa nhận tên Hồ Chí Minh, tên gia Hồ Quang gián điệp của Tàu Cộng cài qua lấy tên là Hồ Chí Minh, thì nó đem buông qua, nó tập nó đắp trong phát tơ bờ. Cho nên nó là gián điệp của Mao Trạch Đông nói là cái anh quân Tàu sẽ chấp nhận đưa cho các anh 110.000 10 sư đoàn như thế này, 100.000 quân cho các anh dùng để đánh Pháp. Trời ơi, lúc đó mấy anh kia không có một cái miếng dĩa rách ra trong tay mà bỗng nhiên là Tàu nữa nó sẽ giúp đỡ. Còn gì bằng nữa? Hả? Còn gì bằng? Đấy. Cho nên từ đó bỗng nhiên tên Hồ Chí Minh hợp thức hóa. Khi mà chiến sự Can Qua nó quá ở tàn khốc,
chính Mao Trạch Đông nói mà ở trong tờ báo đảng nói rằng là do các vị tướng dưới tướng của Hồ Chí Minh đề nghị, tức là các ông tướng của Việt Nam Cộng sản đề nghị, nhưng mà không phải các ông tướng Việt Nam Cộng sản đề nghị đâu, mà Mao Trạch Đông đề nghị rằng Mao Trạch Đông xin nhận trách nhiệm huấn luyện 10 sư đoàn, tức là một trên dưới 100.000 quân cho Việt Cộng Cộng sản Việt Nam trong cái thời đó, tức là cái đề xưng của Mao Trạch Đông. Nhưng mà tờ báo đảng xe này nói rằng là tất cả tướng lãnh của Việt Minh trong cái thời đó là đề xứng là nhờ Mao Trạch Đông huấn luyện cho 100.000 quân để quân Pháp. No. Mao Trạch Đông đề xứng bởi vì Mao Trạch Đông là người kế tên Hồ Chí Minh vào Việt Nam. Rồi, tình hình nó xảy ra trong cái cuộc chiến Điện Biên Phủ. Mao Trạch Đông đã hứa mà, rồi là Mao Trạch Đông đưa qua đó 10 sư đoàn, mà tên Võ Nguyên Giáp nó nướng ở trong tận Điện Biên Phủ phải là 5 sư đoàn, nó nướng về như vậy đó. Sau này còn 5 sư đoàn nó mới trà trộn để mà đi diễn hành cái ngày mà nó đánh được Điện Biên Phủ, nó diễn hành tại Hà Nội, cho quốc dân Hà Nội mới thấy sao mà lính tráng đông quá, đó là lính Tàu không á, lính Tàu. Lính người Tàu không á. Chứ tên Võ Nguyên Giáp đã nướng hết 5 sư đoàn ở trong cái lòng chảo Điện Biên Phủ rồi, trong khi ở trong đó người ta đóng chỉ có 1 sư đoàn thôi, mà Võ Nguyên Giáp mà đem vô cả là 5 sư đoàn bao dây quấn mấy tháng trời, Võ Nguyên Giáp nướng sạch. Cho nên người ta thấy trời ơi, tên Võ Nguyên Giáp này công nhận nướng lính hay thiệt. Cho nên nó là Bộ Chính trị nó thấy quải chị đậu ông đại tướng gì mà quýt giặt mà nướng quân cái kiểu đó rồi. Cho nên nó là mới là tước đi cái chức hiệu đại tướng bộ quốc phòng của ông Võ Nguyên Giáp đi. Trời đất ơi. Cho nên nó mới cho về là nằm với cái chức vụ là bộ trưởng cai đẻ. Ông đại tướng gì mà quấn giặt nướng quân nhiều quá vậy, ông đại tướng nướng giống như là nướng bắp nướng ngô vậy thôi chịu. Cho nên dân Hà Nội sau này nó mới chế nhiễu, nó nói ô chiêu trường đại tướng cầm quân, về làng đại tướng cầm quần chị em, là cái chỗ đó. Francis này đâu có ba đầu sáu tay đâu mà biết mấy cái câu đó, trời đó. Cũng là các ông chính ủy viên ở trong nước đi ra nước ngoài cho chúng tôi biết, hiểu chưa? Chứ không phải chúng tôi chạy về Việt Nam mà chúng tôi biết, nói mấy cái chuyện hồi là chúng tôi ở nước ngoài sao biết được mấy cái chuyện đó. Để cho quý vị thấy, quý vị nói là đại tướng Võ Nguyên Giáp là bách chiến bách thắng, mà trời ơi không có thắng cái gì. Trong mùa hè đỏ lửa năm 1972, lực dũng lực 4 và 6 sư đoàn vô tính nghiền nát 4 sư đoàn ở quân đoàn 1 do là trung tướng Ngô Quang Trưởng 3 sao chỉ huy. Một ông tướng 4 sao mà không có khả năng mà dẫn vô là 6 sư đoàn mà mua mà không có khả năng nghiền xây cái 4 sư đoàn của một vị trung tướng có 3 sao, bị vị trung tướng 3 sao Ngô Quang Trưởng nó xây lại nghiền nát luôn 6 sư đoàn, chạy không kịp cuộc giải tỏa thành Quảng Trị năm mùa hè đỏ lửa năm 1972, gọi là Quảng Trị vùng lên Bình Long anh dũng công tôn kiêu hùng, là cái chỗ đó. Cho nên tôi kể ra đây để cho quý vị nghe lại sự thật về vấn đề là lịch sử, cho quý vị nhìn thấy, cho quý vị đừng có u mê mình để cái tập đoàn cộng sản nó lèo lái xỏ mũi quý vị, nó dắt đi thì tội nghiệp giống như con nghe thiệt. Tôi đố quý vị con trâu á, nó để ra trâu con mình gọi là con nghe, vậy con bò nó để ra con bò con mình gọi là con gì hả quý vị? Câu đố nhỏ nhỏ thôi để cho quý vị thư giãn chút xíu. Con trâu nó đẻ ra con trâu con thì mình gọi là nghé. Còn con bò nó đẻ ra con bò con mình gọi là con gì? Gọi là con chuột. Thiệt tình khổ quý vị quá. Trời ơi, tôi hết giờ mà chỉ hai đề tài, là phải đề tài của Hồ Chí Minh và cái tương quan với lại Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân.
Đáng lý tôi kể một lượt mà tôi kể không không hết quý vị ơi. Thật sự đáng tiếc tôi kể không hết, cho nên là chắc là ngày mai tôi sẽ đăng ký thêm giờ. Mình làm việc ai cũng khoái làm việc là chạy trước giờ, hết giờ đúng không? Mình làm việc mà mình mong đồng hồ nó chạy chậm lại để mình xin thêm giờ để mình làm việc, đúng không? Bây giờ thì nó hết giờ rồi, trời ơi, 1 tiếng rưỡi đồng hồ kể chuyện ta đâu. Tại quý vị tôi phải nhắc đi nhắc lại, tại quý vị là tiêu hóa chậm quá cho nên tôi phải nhắc đi nhắc lại, chứ nếu mà quý vị tiêu hóa mà lẹ là tôi kể sức qua khi mà tôi nói tới là cụ Nguyễn Ái Thần thì quý vị biết là ông đó là chủ tịch Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội rồi, không còn nói nữa. Mà ông đó thì có liên quan đến cái người mà mang tên Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Ái Thần là hộp thức hóa Hồ Chí Minh một cách nhẹ ơn mà lịch sử không bao giờ biết được, mà phải thông cảm cho ngài cụ Nguyễn Hải Thần thôi, không có thể nào mà buộc tội ngài được. Còn những cái lê khê mà Hồ Chí Minh là dụ ngài trở về Hà Nội rồi tìm cách mà cút giật súng đạn của cái Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội, chỗ đó mới là bị ổi thối nát nhất của cái tên Hồ Chí Minh mà nó tạo ra ở trong cái thời đó. Ngày mai kể tiếp nha quý vị. Ok, ngày mai kể tiếp nha, xin phép. Tôi nói quý vị sẽ không bao giờ buồn chán. Lên diễn đàn Francis đã kể sự thật mà quý vị tận kinh hồn vía, quý vị không nghĩ rằng cái chuyện đó nó có sự thật luôn, hả? Tôi chịu trước lịch sử mọi chuyện gì con Francis kể. Chà, tôi cũng hãy từng nói với quý vị, tôi nói ước gì tập đoàn cộng sản nó ra trái tội, nó kêu Francis trở về nước để làm gì? Để ra trước tòa hỏi là tại sao Francis lại nói những điều đó. Francis khó lắm, cái hành trang của Francis đi về Việt Nam là gì? Một ba lô tài liệu. Nhiều đó thôi, một ba lô tài liệu. Mà tài liệu ai gỡ ra? Toàn là chính ủy, là thủ trưởng, rồi nào là giám đốc công an, rồi không mà trời. Còn sống la liệt, còn sống la liệt. Trời ơi, phải có thì giờ tôi kể luôn thêm mà cái anh chàng mà cấm cờ tại Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tôi nói tập đoàn cộng sản bây giờ nó nặng thêm ra một cái thằng, một cái tên là tên Nguyễn Xuân Thái, Trần Phân Thái hay Nguyễn Xuân Thái gì á. Trời đó, sao nó nặng ra một cái thằng tên Nguyễn Xuân Thái hay quá ta, mà nó mới vừa rồi nó chết rồi. Cho rằng anh chàng đó là người cầm cờ đầu tiên chạy lên Dinh Độc Lập, cầm lá cờ nửa xanh nửa đỏ ngu sao vàng, từ trên chiếc xe tăng mà vô cán Dinh Độc Lập mà chạy vô cửa cổng Dinh Độc Lập, thúc cửa cổng Dinh Độc Lập mà cửa cổng không ngã, bị hai cây trụ ở cửa cổng nó kẹp lại. Trời, nó kẹp lại giống như cái càng cua, nó kẹp lại làm chiếc xe tăng là mang hiệu số là 843, bị hai cái cổng nó kẹp lại. Giống như cái càng cua nó kẹp lại không nhúc nhích được. Thì cái anh chàng kia anh tới đó, anh mới leo lên, anh mới anh chàng đó là bộ binh chứ không phải là lính trên xe tăng ở đó đâu, chạy lên lấy lá cờ đó mà chạy lên mới cắm ở trên Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975. Rồi cái anh chàng đó sao cũng chạy qua Đức đi tị nạn, cũng đi tìm qua nước ngoài là tìm tranh ăn bơ thừa sữa cặn với lại tụi này, chứ đâu phải là tên Nguyễn Xuân Thái gì đâu. Tập đoàn cộng sản nó bị chuyện ra bởi vì sao? Cái người mà cấm cờ sự thật nó đi ra nước ngoài rồi, cho nên bể mặt quá mới ráng nặng ra. Trời, nặng nhưng giống như là nặng hột me vậy. Nặng ra anh chàng rồi, cái là bây giờ là cũng đi về chầu Hồ Chí Minh rồi. Rằng là anh chàng đó là gì, nói rằng anh chàng đó là trong cái băng đảng sinh viên ở Sài Gòn đứng lên rồi là cầm cờ rồi. Sao qua wow, trời ơi, tôi nghe thấy gì đâu mà nó xạo sự gì đâu, phải không bàn sớm? Nãy giờ bàn sớm đi đâu rồi? Nãy giờ tôi nhốt mấy thằng tông nghiệp đó, tôi nhốt mà tôi kêu nó quánh một dấu phẩy lên tôi mà nó không có quánh được cái dấu phẩy luôn. Đâu bây giờ tôi nhốt thứ thằng để đọc thử coi có thằng nào cả chớn đâu đây. Nguyễn Văn, ok, hello anh Nguyễn Văn, anh viết cái câu văn rất thời dài rồi, anh nghe tôi, anh đề nghị anh quánh thử cho tôi một cái dấu phẩy thôi, coi thử anh có thể, chào Victor Ngô, coi thử anh có thể là anh có khả năng quấn cho tôi một cái dấu phẩy không, hay là anh phải ngồi đó
anh Nguyễn Văn ơi, anh viết cái câu văn bằng chữ chữ cái không đó, anh là người viết câu văn bằng chữ cái không đó, xem thử anh có đánh được một cái dấu phẩy không. Ok. Thấy không? Bây giờ tôi nhốt đầu nó rồi. Tôi nhốt đầu nó rồi, nó đâu có, nó có đánh được cái dấu phẩy đâu. Cho nên là đừng có giỡn chơi. Khi mà Francis đã là không còn chia sẻ nữa thì Francis là cái ngón tay này là ngón tay chỉ dùng một phát là chết chết tôi hết. Cho nên là rồi bây giờ cái tên Lê Văn Bảo này ha, bây giờ tôi cá Lê Văn Bảo quấn cho tôi một cái dấu phẩy thôi, coi thử Lê Văn Bảo nó có khả năng quấn cho tôi một cái dấu phẩy không. Lê Văn Bảo quấn lên cái coi. cho ta phải dạy cho các ngươi, các hiệp sĩ, các ngươi không, ta dùng cái chiêu thức trắng sơn ta dạy các ngươi. Rồi tên là tên Văn Nguyễn Văn kia với lại là tên Lê Văn Bảo không biết gì đây, không có quấn được nổi một cái dấu phẩy luôn. Vậy đó mới thấy chiến lược của Francis chưa. Các ngươi mà đừng lên diễn đàn của Francis mà tỷ ai mùi trên đây là chết. Bây giờ cái tên Lê Quỳnh này cũng vậy, quấn giùm cho tôi một cái dấu phẩy coi, có cái dám không? Cho quý vị thấy văn tài cho quý vị mới đổ lệ được. There's something I'm in. Mời quý vị cùng chúng ta chia nhau những bài nhạc tản mạn cuối tuần. Ồ, la xét, à, la xét hồi nãy giờ, bây giờ từ trong hai chui ra là phải la xét. À, đâu, bây giờ là tôi cá la xét lại một lần nữa coi, đề nghị la xét quấn cho tôi một cái dấu phẩy. Ok. Rồi, 1, 2, 3, quấn dấu phẩy đi, la xét ơi, quấn dấu phẩy lên coi. Cũng sao là tôi nhốt đầu trong nó lại nữa. Chết. Trời, bài hàng xóm nó khoái lắm. Em hỏi anh chết chưa, bữa nay rồi đừng dẫn chơi lên dưới đèn phân xích, đừng đùa dẫn cho nó. Thấy không, thấy là xe là nó chìm xuồng mất tiêu rồi. Nó nghe, tôi không có nhốt la xe đâu, tôi chỉ điểm huyệt nó thôi, nó tê tay, nó không có nhắc đến ngón tay này lên nổi. Rồi nó nằm đó à. Phải không Trung Nguyên? Trung Nguyên khoái rồi vỗ tay kìa. Chào tạm biệt bạn sớm. Chào tạm biệt quý vị. Sáng trên cao đâu một niềm riêng hai mà đời chờ anh ở bên thủy xa thương về em đã sống bơ vơ lại chơi chó mơ trên đồng khô nắng lửa để tình yêu hai đứa như hoa nở đúng mùa. Bye bye Phi Kim. Thằng Long.
chúc quý vị ở trong nước an chắc đẹp, ngủ ngon, đừng có quấn lộn nha quý vị ở trong nước. Quý vị trong nước thấy quấn lộn ông bà quấn nhau thấy khổ quá. Ok, chào quý vị, bye bye.